Thì hôm nay Vô Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn qua tình hình đất nước và tình hình thế giới, đặc biệt nhất là tình hình giữa Trung Đông và Ukraine hôm nay, chảo lửa đang dậy sóng mà thế giới đang lo ngại hàng ngày và có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh đời tâm thế chiến sắp diễn ra tới đây. Thì lần lượt Vô Danh sẽ chia sẻ cùng với tất cả các bạn những tin tức đặc biệt này. Thì đầu tiên Vô Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn nói đến lời của tham mưu trưởng Ukraine, ông Zelensky. Ông vừa công bố trong 24 tiếng đồng hồ mà Nga tấn công vào lãnh thổ đất nước của Ukraine, đặc biệt nhất là thành trì ở tại Chasuvia, cũng như những khu vực ở miền nam Ukraine, và lực lượng quân đội Ukraine phản công đẩy lại những gì trước tình hình hiện nay. Qua lời phát biểu của tham mưu trưởng Ukraine, ông Zelensky cho biết, nói trong 48 giờ đồng hồ diễn ra thì phải nói Nga tấn công một cách tàn bạo chưa từng có vào thành trì của Chasuvia. Hiện nay thành trì Chasuvia đang rơi vào ở trong tình trạng bế tắc mà lực lượng quân đội Ukraine không đủ vũ khí để ngăn chặn cuộc phản công từ của Nga. Ý đồ của Nga hiện tại là ở tại Chasuvia, Nga có thể cắt đứt thành phố này bất cứ giờ phút nào mà lực lượng quân đội Ukraine hiện đang cầm cự trong thời gian này, và những ngày tới khó có thể đạt được kết quả mà những gì theo lời của tham mưu trưởng Ukraine ông đã công bố. Và ông kêu gọi các tướng lãnh cũng như lực lượng quân đội của Ukraine hãy tiếp tục phòng thủ ở thành trì ở tại Chasuvia, không để rơi vào tình trạng giống như ở tại Arinka, mà ý đồ của Nga hiện đang muốn cắt chia thành phố này giống như thành trì của Arinka vừa qua. Vì hiện nay Nga tập trung quân số, nói về binh lực của Nga thì có thể nói gấp đôi của lực lượng quân đội Ukraine, và lẫn cả tên lửa pháo binh cũng như luôn cả bom. Nga dập liên tục từ bom và lẫn cả rocket. Vào rạng sáng ngày hôm nay, Nga đã tấn công 4 hiệp về những đợt bộ binh, và sau khi Nga không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của lực lượng quân đội Ukraine ở tại Chasuvia thì bắt đầu Nga lùi binh, thì dập thêm những đợt pháo, rocket và lẫn cả bom cứ liên tục hàng ngày như vậy. Lực lượng quân đội Ukraine rất là khó khăn để bảo vệ được thành trì Chasuvia, theo lời tham mưu trưởng Ukraine ông cho biết. Không phải riêng tại đây không, mà còn lại là ở tại mặt trận Bakhmut, ở sườn Arinka và cũng như ở tại Kharkov. Nga tiếp tục tấn công, dồn dập nhiều mục tiêu vào tuyến phòng thủ của lực lượng quân đội Ukraine, mà Ukraine phải gồng mình để phòng thủ và đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga, theo lời tham mưu trưởng Ukraine ông đã cho biết. Riêng về tình hình chiến sự ở tại tỉnh Kherson dọc theo con sông Dnipro, thì hiện tại ngay bây giờ Nga vẫn tiếp tục tấn công nhiều mặt ở tỉnh Kherson mà lực lượng quân đội Ukraine đã phòng thủ. Ở miền nam Ukraine thì nói đến về chiến lược của Nga giảm hơn so với ở Chasuvia, vì Chasuvia là quân số kéo về đây rất đông và tập hợp với lực lượng của Donetsk và Lugansk. Như vậy những dân quân và lực lượng này hãy nói là hùng hậu một cách đáng sợ. Vì vậy lực lượng quân đội Ukraine ở tỉnh Kherson đạt được nhiều thành công hơn, đẩy lùi những cuộc tấn công và có thể chiếm thêm được ở nhà là vài trăm mét trong mỗi ngày, theo lời tham mưu trưởng Ukraine ông Zelensky ông cho biết. Riêng về nói đến nhà máy Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân này hiện nay đang rơi vào ở trong tình trạng phải nói là rất là tồi tệ, mà theo chuyên gia về hạt nhân của Ukraine đã công bố và đang kêu gọi với Liên Hiệp Quốc để có cách để sửa chữa lại nhà máy hạt nhân để vận hành, nếu không tình trạng này là hoàn toàn kiệt quệ và nhà máy có thể là đi đến cái kết thúc của nó là tồi tệ ở Zaporizhzhia. Nếu như nhà máy hạt nhân bị nổ thì chuyện gì sắp đến, mà kế hoạch của Nga hiện tại theo tham mưu trưởng Ukraine ông cho biết là nếu như Nga thất thủ ở Zaporizhzhia, Nga có thể là phá hủy nhà máy hạt nhân này bất cứ giờ phút nào. Đó là tin tức về tình hình ở tại miền Nam trong 24 giờ. Kính thưa bạn, thì lực lượng quân đội Ukraine cũng đã tập kích vào đảo Kima rạng sáng ngày hôm nay, nói đến một căn cứ không quân thuộc trực thăng trung đoàn
trực thăng của Nga là trung đoàn số 4. Kính thưa bạn, thì hiện tại thì chưa có kết quả là như thế nào, nhưng là những hình ảnh, những đoạn video mà người dân ở tại đảo Kima đã quay lên và cho biết, cũng như luôn cả lực lượng du kích của Ukraine ở tại đảo Kima, nói đến là tiếng nổ ở mặt đất vang khắp nơi và lửa bốc cháy lan khắp cả một sân bay trực thăng này. Sân bay trực thăng này gồm có Mi-8, Mi-35 và Mi-28 và cả trực thăng K-52 cũng như trực thăng săn ngầm của Nga đã có đầy đủ nơi đây, trên dưới khoảng 40 chiếc. Thì không biết hiện tại ngay bây giờ sự thiệt hại của nó là bao nhiêu với trực thăng này cũng như sự nổ và đang cháy lan khắp cả phi trường mà hiện tại các báo chí đang bình luận. Và riêng vào cũng ngày trước kia, một ngày mà Du Danh có thư cùng với tất cả các bạn, đó là một hệ thống radar tối tân của Nga là bao phủ đến 700 cây số và cả ngàn cây số nằm sâu ở trong lãnh thổ của đất nước Ukraine ở tại sân bay của Sevastopol, thì cũng bị là Ukraine đã phá hủy hoàn toàn với hệ thống radar này lên tới $1 triệu. Kính thưa bạn, đang chia sẻ với các bạn ông trời ổng mưa mây, nhưng chắc có lẽ là một chút xíu sẽ qua và không có còn mưa lớn hơn như chúng ta đã nghĩ, vì thường xuyên mùa này bị ảnh hưởng những đề mưa mây này. Kính thưa bạn, thì tình hình hiện tại ở đảo Kima, cái sự thiệt hại này chưa có công bố, nhưng theo thị trưởng của đảo Kima cho biết là lực lượng quân đội của Nga đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn của Ukraine. Thì theo lời của tham mưu trưởng Ukraine, ông công bố cho biết, nói hiện nay chúng tôi mới vừa thử vũ khí, một trong loại hỏa tiễn mà chúng tôi mới vừa sản xuất với tầm bắn 1.000 cây số, và tương lai sắp tới chúng tôi sẽ sản xuất hàng loạt loại này. Và tiếng nổ cũng như luôn cả vụ cháy ở tại đảo Kima, ở phi trường này vẫn còn đang tiếp tục cháy và nổ khắp nơi, mà người dân Ukraine cho rằng là tình hình hiện tại ở đảo Kima có thể phi trường bị phá hủy hoàn toàn. Nga chưa công bố là thiệt hại bao nhiêu, cũng như luôn cả là Ukraine chỉ tiết lộ về vấn đề một cuộc tấn công đáp trả với Nga ở đảo Kima. Đó là chi tiết về trong 24 giờ mà lực lượng quân đội Ukraine đã tấn công sâu vào ở bên trong của Nga kiểm soát thuộc phần đất của Ukraine, đó là đảo Kima. Kính thưa bạn, thì hiện nay với Tổng thống Zelensky, ông đã kêu gọi Liên minh NATO, cũng như có thể nói là ông kêu gọi mở một cuộc họp, một cuộc họp để cứu vãn tình thế cho Ukraine trước tình hình sự căng thẳng này. Thì Tổng thống Zelensky ông yêu cầu NATO bảo vệ Ukraine giống như bảo vệ Do Thái vừa qua, mà cuộc tấn công của Iran đã dồn dập tấn công đến mấy trăm tên lửa và lẫn cả máy bay không người lái vào lãnh thổ của đất nước Do Thái. Ông kêu gọi sự hỗ trợ và bảo vệ Ukraine giống như Do Thái. Thì hôm nay NATO đã có câu đáp trả, nói tình hình hiện tại theo yêu cầu của Tổng thống Zelensky, Liên minh châu Âu không thể đáp trả được, không thể đáp ứng được cái nhu cầu đó, đặc biệt nhất là địa chính trị cũng như địa giới giữa hai quốc gia Ukraine và Do Thái khác nhau. Do Thái là một đồng minh mà Hoa Kỳ đứng ra để bảo vệ đất nước Do Thái. Ukraine thì chưa hẳn là một đồng minh mà là một người thân cận. Thứ hai, vấn đề địa đối là nhiều quốc gia đang bao vây ở đất nước Do Thái. Tên lửa của Iran bắn lọt qua những quốc gia này, những quốc gia này có cách để tự vệ bắn chặn. Còn riêng về Ukraine thì không, chỉ có Nga và Ukraine, mà quân đội của NATO không có mặt ở tại Ukraine. Như vậy nói việc ngăn chặn này NATO không thể làm được, mà NATO chỉ có cách đó là bảo vệ, cung cấp vũ khí, hệ thống lá chắn cho Ukraine để Ukraine có đủ sức để ngăn chặn. Đó là cái giải pháp hiện tại. Tình hình hiện nay chúng tôi đang biết là Ukraine đang gặp khó khăn về đạn dược, mà gói đình trệ vũ khí của NATO và luôn cả Hoa Kỳ
vẫn chưa có câu trả lời. Vì vậy, cái giải pháp hiện nay là chúng tôi hãy ra sức làm cách nào để tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine theo những gì mà chúng tôi đã làm được. Qua lời Phó Tổng Thư ký NATO, ông đã cho biết, thì Tổng thống Zelensky họ nói ông cũng rất buồn trước tình hình hiện tại này. Tổng thống Zelensky, ông cũng nói thêm về việc mà ông đã cảm ơn tất cả các quốc gia chuẩn bị cuộc họp ở tại Thụy Sĩ sắp tới với hơn 100 quốc gia sẽ có mặt. Thì Tổng thống Zelensky, ông cho biết, nói hiện nay chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những hồ sơ để cái giải pháp hòa bình sắp tới, cũng như ông đã cảm ơn đến Thủ tướng Đức. Hiện tại Thủ tướng Đức đang có mặt ở tại Bắc Kinh và có cuộc họp làm việc với Tập Cận Bình, nêu ra những chi tiết về tình hình chiến tranh ở tại Ukraine cũng như ở tình hình thế giới. Và Thủ tướng Đức đang kêu gọi Tập Cận Bình nên tránh rời xa Nga để tìm lại cái chuỗi cung ứng về ở châu Âu, cũng như hãng xưởng công ty của Đức hiện vẫn còn làm ăn với Nga, với Trung Quốc rất là nhiều, và trong đó có cả Pháp và nhàng là trong Liên minh châu Âu. Vì vậy là sự trao đổi này như sau, thì Tập Cận Bình nói gì về vấn đề ở cuộc hội nghị hòa bình này? Tập Cận Bình lên tiếng cho biết là tôi tôn trọng và lãnh thổ đất nước của Ukraine được toàn vẹn. Tôi hy vọng rằng cuộc họp hòa bình này, phái đoàn của Trung Quốc sẽ có dịp để trao đổi cùng với tất cả các quốc gia để đi đến một thỏa hiệp hòa bình ở tại Ukraine. Qua lời phát biểu của Tập Cận Bình, thì Tổng thống Zelensky, ông nhấn mạnh cái lời nói của Tập Cận Bình là từ buổi đầu và cho đến nay, thì hầu như Trung Quốc luôn tôn trọng về vấn đề luật pháp của Liên Hiệp Quốc cũng như bản đồ của Ukraine, mà bản đồ địa đất chính trị của Ukraine hiện nay, thì theo lời của Tập Cận Bình cho rằng là việc mà xâm lăng vào lãnh thổ của đất nước Ukraine ông không nêu ra, ông chỉ nói đến vấn đề đó theo hiến chương của Liên Hiệp Quốc, thì hành động đó là hoàn toàn sai trái. Vì việc mà hội nghị hòa bình này để tìm một cái giải pháp, tôi rất tôn trọng Ukraine và tôi tin tưởng rằng sẽ đạt được thành công. Qua lời phát biểu của Tập Cận Bình, kính thưa bạn, thì không biết rằng là Tập Cận Bình sẽ đối xử với Putin như thế nào khi mà Nga đã xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine qua hiến chương của Liên Hiệp Quốc, mà trong khi đó là Putin là một quốc gia cường quốc nằm vào ở trong thường trực của Liên Hiệp Quốc, nhưng lại là một quốc gia xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Vì vậy tình hình hiện tại này khó có thể diễn tả được những gì mà cuộc họp hòa bình sắp diễn ra vào tháng 6 tới đây. Thì hiện nay theo lời của Tổng thống Zelensky, ông vẫn hy vọng điều đó. Ông nói những gì mà Trung Quốc đã hứa là với Thủ tướng Đức cũng như với Ukraine, tôi nghĩ rằng Tập Cận Bình nên giữ lời hứa đó. Qua là phát biểu của Tổng thống Zelensky, kính thưa bạn, riêng về ở tại tỉnh Kharkov, hiện nay thị trưởng Kharkov ông đang báo động đỏ là tương lai tới, tức là một vài tháng nữa Nga sẽ tấn công vào Kharkov, và thành trì của Kharkov, một trong là tỉnh lớn thứ hai của đất nước Ukraine, có thể nói giống như là một thủ đô, dân số hơn 1.300.000 người. Kính thưa bạn, 1.300.000 người nơi đây, nếu như Nga tấn công vào tỉnh Kharkov, thì thành trì của Kharkov, ông nghĩ rằng giống như là ở tại Aleppo của Syria thời gian vừa qua, mà một cuộc nội chiến bùng nổ, thành trì của Aleppo đang bị sụp đổ hoàn toàn và hư hại tài sản ở mức đáng sợ. Thì bây giờ Kharkov đang ở trong thời gian báo động đó. Ông kêu gọi đến NATO và Hoa Kỳ hãy hỗ trợ vũ khí để có điều kiện ngăn chặn trước tình thế này. Nếu như không thì thành trì của Kharkov khó có thể trụ vững được. Hiện nay Tổng thống Zelensky ông có triệu tập cuộc họp và tất cả các tướng lãnh
giữa quân đội để phòng thủ ở Kharkov. Nếu như ở tại Chasovia thất thủ, việc thất thủ ở Chasovia bây giờ nếu như Ukraine không có vũ khí để ngăn chặn thì tương lai của nó giống như Arinka, không có gì khác biệt, cũng như chúng ta không thể nói là bây giờ thất thủ thêm nữa, mà là cái chuyện đó đã đến nơi vì Nga, quân của Nga tràn ngập ở tại Chasovia. Bức thành trì này đã bắt đầu tiến thẳng đến ở tại Kharkov. Đầu tiên là những quân lỵ ở lân cận, chẳng hạn như Kharkiv và nhiều khu vực khác. Vì vậy, nói đến sự vụ này thì ngay bây giờ Nga đang tấn công đặc biệt nhất là Chasovia và Soledad, cũng như những khu vực khác đang quyết tử ở khu vực miền Đông. Vì vậy, theo lời của thị trưởng của tỉnh lỵ Kharkov đang báo động trước tình thế nguy kịch này, theo tin tức từ Ukraine đã công bố. Đó là tin tức về tình hình ở tại Ukraine diễn biến trong 24 giờ, kính thưa bạn. Thì hiện nay, nói về lời của Putin, đã có một cuộc điện đàm cùng với thế giới, tổng thống của Iran là ông Raisi. Thì hiện nay nói đến là Putin đang ủng hộ Iran qua cuộc đáp trả đó. Hành động của Iran, một cuộc tấn công vào đất nước Do Thái vừa qua, hành động đó là một hành động dạy cho Ukraine, dạy cho Do Thái một bài học hãy biết chừng mực. Và nhiều tin tức nói về cuộc thương lượng này thì bằng chứng cụ thể theo các báo chí bình luận cho rằng là hiện nay Iran đang chạy đến Putin để cầu cứu, vì trước khi mà tấn công vào lãnh thổ đất nước của Do Thái, Iran không lượng sức của mình. Bây giờ Do Thái đang chuẩn bị một cuộc đáp trả sắp tới. Thì nói về vấn đề giữa Putin ngày hôm nay, kính thưa bạn, thì lát nữa UN sẽ chia sẻ thêm về tình hình ở tại Trung Đông, cục diện đang nghĩ rằng là cực nóng, mà có thể trong vài ngày tới nó trở thành một cục diện chiến tranh lan rộng cả Trung Đông, không phải là một bao nhiêu đó hết, mà chuyện gì sắp đến ở Trung Đông, đây mới là vấn đề quan trọng nhất, kính thưa bạn. Thì hiện nay nói về Nga đã tấn công vào lãnh thổ đất nước Ukraine, như các bạn đã thấy, nói cục diện của nó càng lúc càng đầu tồi tệ, như lời của bà phát ngôn nhân của Nga, bà Yakovlev, bà mới vừa lên tiếng và cũng như muốn đáp trả, nhấn mạnh là giới NATO và Tổng thống Pháp những gì bà đã nêu ra. Bà nói kẻ thù của chúng tôi hiện nay đang hết đạn dược thì kêu chúng tôi ngừng lại và ngừng bắn, chuyện đó không bao giờ có, mà chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công nhiều hơn nữa vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Đó là một bài học cho Tổng thống Zelensky, ông biết được sức mạnh của Nga, kính thưa bạn. Thì nói đến việc Nga tấn công vào lãnh thổ đất nước Ukraine không phải mới đây, đã gần 3 năm, đã hơn 2 năm đến nơi, hơn 2 năm mà cuộc chiến không có hồi kết thúc, một cuộc chiến phải nói càng lúc càng đang đi đến ở cách nguy hiểm trùng trùng giữa Ukraine, Nga và cả châu Âu, có thể bùng nổ một cuộc chiến lan rộng. Nga thì không từ bỏ mộng xâm lăng, đặc biệt nhất là Putin. Cái giải pháp của Putin ngày hôm nay là muốn gì? Theo các báo chí bình luận là Putin muốn chiếm nhiều phần đất, vì một cuộc chiến nào cũng phải đi đến hồi kết thúc của nó là ngồi vào cuộc đàm phán, ai lấy đất nhiều hơn, ai chiếm được địa chính trị nhiều hơn thì người đó là phần thắng. Vì vậy hiện nay là Putin bất chấp binh sĩ của Putin, sinh mạng của con người chết bao nhiêu, chuyện đó không cần biết. Tao chỉ biết vấn đề tao lấy đất, tao mở rộng hơn, còn mày chết là việc của mày. Tao là có quyền, tao là tổng thống, tao cầm quyền, tao lệnh tụi mày đi chết, phải đi chết. Trước tình thế này, thì người dân Nga phải như thế nào? Trước tình cảnh mà đất nước Nga hiện, ăn phải vật lộn với cơn lực lội đáng sợ nhất của đất nước Nga, mà nói là 70 năm qua chưa bao giờ có ở các nạn lục lội ở vùng đất con sông từ Siberia chảy về. Thì bây giờ phải nói là ở mức tồi tệ nhất chưa từng có. Theo các báo chí của Nga đã bình luận cho rằng thời gian sắp tới là nếu như nước rút họ mất từ 3 tới 4 tháng, vì hiện tại ngay bây giờ ở tại vùng Siberia tuyết đang tan, cũng như
ở từ những cánh rừng lớn đang trôi dạt và nước cuồn cuộn đổ về ở con sông này một cách đáng sợ. Đó là chi tiết về tình hình ở đất nước Nga hiện đang diễn ra trong 24 giờ. Nga thì hôm nay không có công bố về vấn đề các cuộc tập kích của quân đội Ukraine tấn công vào đảo Crimea, vào căn cứ không quân trực thăng của họ ra sao, cũng như rõ ràng là trí lời của thị trưởng ở đảo Crimea đã công bố. Vì vậy, chúng ta hãy chờ những ngày sắp tới là sự thiệt hại của Nga ở tại đảo Crimea này, bao nhiêu chiếc trực thăng và cũng như kho đạn bị nổ và kho nhiên liệu. Đó là chi tiết về tình hình ở đất nước Nga cũng như Ukraine hôm nay. Kính thưa bạn, thì chúng ta chia sẻ cùng với các bạn mà ông trời ông cứ mưa càng lúc càng nhiều, nhưng mà chút xíu đã hết, bây giờ thì nó bắt đầu nó trống chân rồi. Kính thưa bạn, nó không có dữ tợn như chúng ta đang nghĩ. Thì hiện nay nó đến lời của Liên minh châu Âu, đặc biệt nhất là Cộng hòa Czech, hôm nay đã công bố là chúng tôi đã ký kết hoàn tất về gói hỗ trợ vũ khí cho Ukraine với 500.000 viên đạn, là nửa triệu viên đạn này bây giờ còn lại là phần của NATO, và NATO sẽ chi trả bằng cách nào để vận chuyển vũ khí cho Ukraine, đó là một trong các tin mừng. Canada thì hỗ trợ cho Ukraine lên tới 1 tỷ 16 triệu đô la cho Ukraine trong năm 2024, và đây là cái gói hỗ trợ riêng, không dính vào cái trước kia thì Canada đã hỗ trợ nhiều rồi. Bây giờ đây là cái gói thêm cho Ukraine trước tình hình mà sự căng thẳng ở khách khốc liệt này. Hiện nay nhiều quốc gia đã tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine nhiều hơn nữa về mặt vũ khí để cho Ukraine có đủ sức mạnh về vũ khí để bảo vệ Ukraine trong những ngày sắp tới. Đó là chi tiết về tình hình ở tại châu Âu mà các báo chí bình luận, đặc biệt nhất là với chuyến đi của Thủ tướng Đức. Ông đã đến tại Bắc Kinh và cuộc gặp tới Tập Cận Bình. Nhiều vấn đề giữa Tàu Cộng và châu Âu đang diễn ra ngày hôm nay, và chuyến đi của Thủ tướng Đức có đạt được thành công hay không? Điều này chúng ta chưa biết, nhưng nhìn thấy tình hình hiện tại là chuyến đi của Thủ tướng Đức vẫn còn mơ hồ, và tin tưởng rằng Tập Cận Bình sẽ sát cánh với châu Âu cũng như sự trao đổi. Không, họ hốt tất cả, vì hiện nay Tập Cận Bình đang có lợi, tức là mình ngồi tại chỗ có người đến để nài nỉ và sự trao đổi, thì sự trao đổi này thôi giả dờ với nó, hốt cả hai bên, cuối cùng quyền lợi của Tàu Cộng vẫn là có nhiều hơn, và sự thảm hại của Ukraine cũng như Nga mặc tình, mà hiện tại nay là Trung Quốc đang đứng vào ở cái thế là đàn anh của Putin. Putin muốn gì cũng phải nhờ qua Tập Cận Bình trước tình hình này. Diễn cảnh này, kính thưa bạn, là một diễn cảnh phải nói ác liệt cho từ cục diện của thế giới trước tình hình hiện tại này. Đó là chi tiết về tình hình ở châu Âu đang diễn ra trong 24 giờ. Và một tin tức đặc biệt thứ hai nói đến là hiện nay NATO đang mở rộng về đặt hệ thống lá chắn bảo vệ Ukraine. Hiện tại như bây giờ lên tới là 23 quốc gia. Những quốc gia có hệ thống lá chắn tối tân, chẳng hạn như Patriot và những vũ khí khác, kính thưa bạn, thì bắt đầu sẽ vào tháng 5 tới đây là bố trí khắp cả Liên minh châu Âu, từ ba quốc gia ở vùng Baltic, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch và lẫn cả Ba Lan, Romania cũng như Cộng hòa Czech và Hungary, Slovakia. Tất cả các quốc gia này đều có hệ thống lá chắn. Theo ước tính hiện tại mà NATO đã công bố cho biết là trên dưới như vậy là hơn 100 hệ thống lá chắn với Patriot và những hệ thống khác mà hiện đang bố trí về trước tình hình đe dọa này của Nga. Ngày hôm qua thì quân đội của Romania bắt đầu đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái. Một trong những chiếc máy bay không người lái loại nhỏ trinh sát và bay lượn, sau khi đó lọt vào màn hình radar của Romania, Romania đã bắn hạ, cho rằng đây là một chiếc máy bay không người lái trinh sát họ đang điều khiển và điều tra xem căn cứ quân sự của Romania ở nơi đâu.
thì bị bắn hạ, và tình hình đang báo động ở Romania. Ở những chi tiết mà Liên minh NATO hiện đang báo động hôm nay, riêng về Ba Lan thì Ba Lan đã tuyên bố cho biết chúng tôi sẽ đặt hệ thống ở phòng không của Ba Lan ở sát những khu vực từ Belarus và lẫn cả Ukraine, và nếu như tên lửa của Nga tấn công lọt vào ở bên không phận của Ba Lan bắn hạ, và hành động của Ba Lan có thể tiếp xúc giống như là Hoa Kỳ là bắn hạ tên lửa của Iran vừa qua. Vì vậy là Ba Lan đã lên tiếng đầu tiên, có thể là bước đầu tiên Ba Lan sẽ ủng hộ Ukraine ngăn chặn ở tại tỉnh Bly và giáp biên giới này. Nhưng giữa Ba Lan và tỉnh lỵ của Ukraine, tỉnh Bly này, thì kính thưa bạn, nó chỉ là một khu vực nhỏ, không thể bảo vệ hết toàn cả Ukraine. Còn lại là khu vực ở tại ba quốc gia ở vùng Baltic, Litva, Estonia và Lithuania, kính thưa bạn. Thì ba quốc gia này lại là cách là giới biên giới của Belarus. Vì vậy, việc ngăn chặn này vì cả là một vấn đề khó khăn. Vừa qua khi lời của Phó Tổng Thư ký NATO, ông đã công bố, trong lúc mà quân đội của Liên minh NATO không có mặt ở tại Ukraine, nếu như quân đội của Ukraine có mặt quân đội của NATO, chẳng hạn như Pháp, Anh Quốc, Ý hay là Ba Lan, mà những quốc gia này đã từng tuyên bố, và nếu như có mặt ở tại Ukraine, thì việc ngăn chặn này thích hợp và phù hợp hơn. Nhưng hiện nay không có, qua lời phát biểu của Phó Tổng Thư ký NATO, ông đã lên tiếng. Trước tình thế khó khăn của Ukraine, hãy nói càng lúc càng nhiều với tình hình hôm nay, đó là chi tiết về tình hình ở tại trong Âu trong 24 giờ. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại Trung Đông. Cục diện Trung Đông, hãy nói đang bước vào giai đoạn cực nóng trong những ngày sắp tới, và một cuộc chiến tranh có thể lan rộng hay không, qua những gì các báo chí bình luận, và đặc biệt nhất là một trong giới chức ngũ giác đài của Hoa Kỳ đang giấu tên và báo tin tức cho rằng là hiện nay Do Thái đang chuẩn bị để lên kế hoạch tấn công vào Iran. Thì kế hoạch này ông không tiết lộ chi tiết ra sao, nhưng ông cho biết là vài ngày tới đây là tình hình ở tại Trung Đông có thể một cuộc chiến là rất là chấn động, và cũng có thể một cuộc chiến đang lan rộng khắp cả Trung Đông trong những ngày sắp tới. Vì kế hoạch của quân đội Do Thái, một kế hoạch để tấn công sang bằng những căn cứ quân sự của Iran, ba quốc gia chẳng hạn như Syria và Lebanon, luôn cả ở Yemen và Palestine, đó là mục tiêu còn lại là ở tại lãnh thổ đất nước Iran. Thì Do Thái có tấn công trực tiếp thẳng vào đất nước Iran hay không? Hoa Kỳ thì không có chấp thuận điều kiện đó, và Hoa Kỳ không có ủng hộ với Do Thái vì việc này và tham chiến vào cuộc tấn công ở tại lãnh thổ đất nước Iran. Hay liên cùng lúc này, tổng thống của Iran, ông Raisi, ông lên cơn sốt và cảnh báo Do Thái. Ông nói bất cứ một cuộc đáp trả nào của Do Thái vào khu vực quân sự của Iran ở trên các quốc gia khác đồng nghĩa với một cuộc tấn công vào lãnh thổ đất nước Iran. Vì vậy, Iran sẽ đáp trả cho Do Thái không thương tiếc với những gì Iran đã công bố qua lời phát biểu của Tổng thống Iran sau khi cuộc điện đàm lời với Putin, đó là Iran đang được bản quyền từ ở Nga đã cho, tức là từ mối đe dọa và các cuộc tấn công. Thì theo thăm dò tin tức về tình hình hiện tại ở tại khu vực Trung Đông, chảo lửa đang sôi sục này diễn đến là những ngày sắp tới có thể là một cuộc chiến đang lan rộng. Theo tin tức từ tình báo Do Thái đã cho biết, hiện nay ở tại Syria, luôn cả ở Liban, lực lượng Hezbollah
đang chuẩn bị một cuộc tấn công vào lãnh thổ của đất nước Do Thái trong vài ngày tới. Nếu như lực lượng Do Thái đáp trả, thì theo tin tức từ quân đội Do Thái, một cuộc tấn công vào ngày hôm qua ở tại Lebanon đã giết chết một cấp chỉ huy cấp cao của Hezbollah, và tình hình cục diện biên giới đang căng thẳng ở mức tột đỉnh chưa từng có, theo những gì từ quân đội của Do Thái đã cho biết. Và hiện tại là ở tại miền nam của Rafah, thì xe tăng của Do Thái bắt đầu quay trở lại và đang áp sát vào ở Palestine. Tức là tình hình hiện nay, kể từ khi Iran tấn công vào lãnh thổ đất nước Do Thái, thì cục diện đã thay đổi hoàn toàn và quay trục trở lại về vấn đề tình hình ở Trung Đông mà hiện nay các quốc gia đang lo ngại. Thì cùng lúc này, kính thưa các bạn, chính là Tàu Cộng đang ủng hộ Do Thái một cuộc đáp trả đó vào lãnh thổ của đất nước Do Thái là một cuộc đáp trả đúng đắn, vì Do Thái đã tấn công vào đại sứ của Iran ở tại Syria, làm cho hàng chục người đã chết và tòa nhà đã sụp đổ. Bằng chứng cụ thể cho thấy là Do Thái muốn một cuộc chiến tranh này. Vì vậy là việc mà Iran tấn công vào Do Thái là Tàu Cộng ủng hộ. Nếu như câu chuyện giống như của Trung Quốc cũng sẵn sàng hành động đó, theo lời phát biểu của Dương Nghị cùng với là người đồng cấp của ông là Iran. Kính thưa bạn, thì Tàu Cộng đã ra mắt cái là ủng hộ Iran tấn công vào Do Thái, bằng chứng cụ thể rõ ràng. Vì vậy tình hình ở Trung Đông, theo các báo chí bình luận, không phải một mình Tàu Cộng không, mà cả Nga. Hiện nay là Iran đang xa lầy với những chiêu dụ từ Trung Quốc và Nga. Vì vậy bước kế tiếp, nếu như Iran mà hứng chịu một trận đòn thảm họa này, có thể nói là cục diện tồi tệ cho Iran khi Do Thái đã lên kế hoạch để tấn công. Thì theo các báo chí bình luận cho rằng là Do Thái có thể tấn công có chừng mực, nhưng đây chỉ là câu bình luận chứ chưa biết được ý đồ của Thủ tướng Do Thái ông Netanyahu, ông sẽ có kế hoạch hành động như thế nào. Nhưng trước mắt là Iran đã đe dọa sẵn sàng đáp trả. Nếu như Do Thái là một cuộc đáp trả với nhau, thì dù đến đục đánh răng, mày quất tao, tao quất mày, quấn hoa quấn lợi, cuối cùng thì kính thưa bạn là cuộc chiến này là dẫn đến một cuộc chiến phải nói là nảy lửa ở Trung Đông trong những ngày sắp tới. Hiện nay thì Iran đã công bố nó một cuộc tập kích vừa qua vào lãnh thổ đất nước Do Thái, thì Do Thái thiệt hại quá nặng nề. Kính thưa bạn, thiệt hại quá nặng nề với các căn cứ không quân của Do Thái là bị phá hủy về hạ tầng cơ sở, bình địa, cũng như sự thiệt hại của quân đội Do Thái ở cách đáng sợ. Đó là Iran đã công bố đọc ở trên đài truyền hình của Tehran ngày hôm nay, theo kết luận mà các báo chí bình luận qua truyền thông của Iran đã công bố là thành công mỹ mãn. Cái sự đáp trả của Iran làm cho Do Thái tê liệt hoàn toàn. Ây cha, kính thưa bạn, trong khi đó lực lượng Do Thái thì đã tuyên bố là bắn hạ đến 99% với các tên lửa, còn lại một vài trái cũng bị lọt lưới qua những hình thức mà Iran cho rằng đây là một loại trong tên lửa siêu dược âm bất bại của Iran. Thì cái bản bất bại này học từ ở Nga y chang luôn, không có gì thay đổi trước tình hình này. Đó là chi tiết về tình hình ở tại Trung Đông hiện đang diễn ra trong 24 giờ, mà những ngày sắp tới là những ngày phải nói là đỏ lửa ở Trung Đông. Chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới. Theo các báo chí bình luận, đặc biệt nhất là dưới Hoa Kỳ hiện đang tung tin tức đặc biệt này, thì chúng ta hãy chờ xem ra sao. Đó là tình hình ở tại Trung Đông. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức về khu vực châu Á của chúng ta. Ây cha, khu vực châu Á là đang căng thẳng hơn nữa. Nói đến là giữa Tàu Cộng và Nam Hàn. Hôm nay Phó Tổng thống Nam Hàn ông tuyên bố một điều. Ông nói tất cả các tuần duyên của Hàn Quốc hãy nghiêm ngặt tuần tra, vì hiện nay dấu hiệu là dân quân biển của Trung Quốc hiện đang
lấn áp chúng ta. Chúng ta không thể để mất lệnh hải, không thể để cho Tàu Cộng là tự quyền coi là nghĩa là xâm nhập vào vùng biển của chúng ta, mà chúng ta hãy hành động theo nghĩa là quyết đoán và để bảo vệ vùng lãnh hải. Tàu Cộng đã xâm nhập vào vùng lãnh hải, vùng biển, vùng trời của Hàn Quốc, và thời gian vừa qua có những cuộc tấn công bắn bằng đạn thật làm cho ở ngang là ngư dân Trung Quốc đã bị thiệt mạng. Thì bây giờ hành động này theo lời của Thủ tướng, lời của Phó Tổng thống Nam Hàn, ông ra lệnh chúng ta phải quyết liệt nhiều hơn nữa, và chúng ta sẵn sàng nếu như Tàu kêu ngừng lại, bỏ chạy, cử nã thẳng mà phải bắn loại đạn mạnh hơn, từ không phải là đạn đại liên mà là cỡ đạn phòng không 37 ly. Theo những gì từ lời của Phó Tổng thống Nam Hàn, ông đã tuyên bố Tàu Cộng chưa có lên tiếng vấn đề này ở trước tình hình này. Nhưng ngược lại, trước tình thế vấn đề giữa Hoa Kỳ và Tàu Cộng, đặc biệt nhất là Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ, ông Austin đã công bố hôm nay là có một cuộc điện đàm cùng với giới Bộ trưởng Bộ phòng Trung Quốc, là hai bên đã trao đổi về tình hình ở tại khu vực Biển Đông, đặc biệt nhất là eo biển Đài Loan. Hiện nay thì Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc hãy giữ nguyên cái hiện trạng về Đài Loan cũng như lực hàng hải quốc tế, và eo biển Đài Loan là một trong nơi trọng tâm về lực quốc tế. Hoa Kỳ sẽ đi tuần tra thường xuyên qua khu vực eo biển Đài Loan, và Đài Loan đặt ở trong vị thế là địa chính trị về cái rúng của thế giới, không để cho một cuộc chiến tranh xảy ra ở tại eo biển Đài Loan và tuyến đường hàng hải hiện tại. Vì vậy hai bên đã có cuộc điện đàm, thì Tàu Cộng cho rằng trước tình hình mà hiện nay chúng ta nên cân đối và sự quan hệ liên tiếp, không để một cuộc đọ sức xảy ra cũng như những cuộc chạm trán hai bên mà không đáng tiếc. Vì vậy qua lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ phòng Trung Quốc cho biết, thì Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ ông nhấn mạnh, ông nói bất cứ trên một biện pháp chúng ta hãy cần đến vấn đề giải pháp nối đường dây nóng và liên lạc lẫn nhau. Nếu như mà hành động của Trung Quốc đi sai lệch, có thể dẫn đến là một cuộc chiến tranh ở Biển Đông đang khốc liệt này. Đó là lời nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ phòng Hoa Kỳ, ông đã công bố. Thì tình hình hiện nay, kính thưa các bạn, nói đến là từ khu vực châu Á của chúng ta và lẫn cả châu Âu và Trung Đông đang sôi sục. Châu Á là một mối ngầm đáng sợ ở trước những gì mà hành động từ Trung Quốc đang diễn ra hôm nay. Tình hình ở khu vực châu Á chúng ta nhìn qua thấy rất êm ả, nhưng thực chất của nó rất đáng sợ chưa từng có, đặc biệt nhất là Campuchia. Hiện nay thì chúng ta cũng quay trở lại nói đến tình hình ở Campuchia, là Campuchia hiện đang sôi động và ở mức báo động cho nhiều quốc gia, trong đó là Việt Nam, Lào và Thái Lan cũng như Miến Điện, nói về con kinh đạo Phù Nam. Hiện tại mà chiến lược dành đai một con đường của Tập Cận Bình đã đề ra, và cũng như Thủ tướng ở Campuchia Hun Manet, con trai của Hun Sen, hiện đang cầm quyền hôm nay. Và cái điều quan trọng nhất hiện tại mà Hun Sen đã quay trở lại là trở thành chủ tịch thượng nghị viện của Campuchia. Đây mới là vấn đề, và kế hoạch đào con kinh đào Phù Nam vào cuối năm nay bắt đầu sẽ động thổ. Hiện nay Ủy ban sông Mekong đang kêu gọi Campuchia và Trung Quốc hãy chấm dứt ngay cái việc hành động về đào con kinh đào Phù Nam cũng như cung cấp thêm tài liệu. Nếu như mà Campuchia đã chính thức cho Trung Quốc đầu tư vào đây với 1 tỷ 7 đô la, thì 3-4 quốc gia này sẽ kiệt quệ và đồng bằng sông Cửu Long trở thành sa mạc sắp tới, theo những gì Ủy ban sông Mekong đã công bố. Nhưng Việt Nam thì im ru và rù,
không lên tiếng nói vấn đề mà cuộc họp của Ủy ban sông Mekong đang kêu gọi hôm nay. Con kênh đào Phù Nam là quyền lợi của Campuchia có một ít, nhưng quyền lợi của Tàu Cộng thì nhiều hơn, nói về đặc quyền kinh tế, dẫn hàng hóa từ Campuchia đi đến sông Mekong, và còn lại là chiến lược về quân sự thì nó nặng hơn. Trung Quốc có hai căn cứ hiện tại, và căn cứ thứ ba hiện đang chuẩn bị, mà kế hoạch của Tàu Cộng và Campuchia đang hướng đến xây dựng căn cứ quân sự cho Trung Quốc có mặt thường trực ở tại đất nước Campuchia, theo dự đoán mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ đã nhận định là buổi ban đầu xây dựng căn cứ này có thể là trong vòng 6 tháng hoàn tất, và số quân đội diễn chinh của Tàu Cộng sẽ có mặt ở căn cứ này từ 3 đến 4 ngàn quân, tương tự giống như căn cứ ở tại Pakistan, và số tàu chiến sẽ có mặt thường trực. Bên cạnh đó là đường vận chuyển về hàng hải, nói đến sông ngòi. Hiện nay là kế hoạch của con kinh Phù Nam là đào bề ngang lên tới hơn 100 mét, kính thưa bạn khoảng 120 hoặc 150 mét, và chiều sâu 7-8 mét, thì thời gian đào con kinh này là theo kế hoạch là một năm hoàn tất, sẽ trực thẳng đi đến ở sông Mekong. Và dùng biển chiến lược quân sự thì bắt đầu Tàu Cộng dẫn chuyển về quân sự, và sau khi đó lắp thẳng một đường ray xe lửa và dẫn chuyển từ Bắc Kinh đi thẳng đến Campuchia từ đường bộ lẫn cả đường thủy, theo kế hoạch cập theo con kinh đào Phù Nam này. Vì vậy chiến lược quân sự của Campuchia sẽ có mặt đồng minh của mình, đó là giữa Hun Sen, Hun Manet, để ký kết với Tập Cận Bình. Việt Nam xem chưa xong phim về vấn đề tình hình này, kính thưa bạn.